chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì em đi hái cà pháo. Đây, quả cà pháo này ngon không các bác? Quả cà pháo này về có thể dùng để muối này, hoặc là chúng ta bóp sổi ăn cũng rất là ngon. Thấy cà pháo ngon quá em quay review lại. Có bác nào trồng cà pháo để bán không? Cà pháo này trồng để bán cũng khá là nhiều người, người ta mua về người ta ăn này. Mà lại giá trị kinh tế cũng khá cao đấy. Ở chỗ em nhiều người ta trồng để bán lắm. Này, quả non ngon không? Tuy nhiên là hái mấy lần rồi cho nên là nó cũng vãn rồi nhé, không còn nhiều nữa. Hai những quả non này tôi về nấu ăn mới ngon này mọi người. Đấy, nè. Trông vậy thôi chứ nó giấu ở dưới lá này này nhiều lắm rồi. Đây này. Đây này. Mấy quả luôn này. Đó. Cà pháo. Có mấy loại cà pháo luôn, có loại cà pháo quả màu tím nữa. Đây là cà pháo quả màu trắng. Chỗ này nhà em trồng khá là nhiều nhé. Đó. Bỏ quanh chỗ này nhiều lắm. Đây mà cứ không có đồ ăn là ra lấy cà pháo. Và cà pháo về để chúng ta có thể bóc gỏi với cá khô này đó, hoặc là nấu ăn này, hoặc là chúng ta bóc gỏi ăn luôn cũng khá là ngon, hấp dẫn. Trên này mới là nhiều này. Đấy, trên này mấy cây luôn. Cái thời điểm mà cà pháo giá nó cao, nó 7-8 nghìn một ký đó các bạn. Còn bình thường thì nó cứ sàng sàng 5 nghìn là giá chúng ta bán ra nhé, chứ còn giá mà đi mua để mà ăn thì nó cứ muôn hình muôn vẻ. Cây này quả to và non này. Chỗ này mấy cây luôn. Đấy. Nhiều khi quả nó già rồi đó, nó rụng xuống và nó tự mọc lên nữa. Không nhất thiết là phải trồng cà pháo này. Đấy, mọi người thấy không này? Đấy, quả đấy. Cỡ đấy cơ mà. Rồi, video em xin phép chia sẻ đến đây thôi nhá. Mọi người xem video cho em xin một lượt đăng ký, một lượt là chia sẻ nhé các bác nhé. Một like vào video nữa nhá. Cảm ơn các bác nhé.